Chủ nhà chuyển đổi công tác cho nên có nhờ bên nhà tốt giới thiệu tới quý khách hàng một căn nhà được xây dựng cách đây 3 năm. Nhà thì nếu như theo hiện trạng là gần như mới, diện tích là 33m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa ở cuối trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, gần với trường đại học Fenica, gần với lại các những cái mà cơ sở vật chất hạ tầng cũng như là tất cả những cái mong muốn mà khi quý vị đi mua nhà có thể tham khảo được. Với cái căn nhà này thì vị trí của nó thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha mọi người. Đưa ngõ thực tế trước nhà ra sao ạ? Với cái ngõ trước nhà khoảng tầm được 1m8 cách với lại đường ô tô đi lại được. Nó chỉ cách một nhà là ra đường ô tô thôi thưa quý vị. Đây, chính là đường ngõ mà Ngọc Ánh muốn quay thực tế cho quý vị. Với cái căn nhà này ấy, thì đường ngõ rất là gần với đường ô tô, gần với lại bãi gửi xe ngày đêm, giao thông đi lại rất chi là thuận tiện. Với diện tích 33m², xây 3 tầng, thiết kế cũng khá là đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Và hiện trạng nhà thì còn khá là mới, Ngọc Ánh sẽ review cụ thể cho quý vị nha. Đây là cái phần cửa chính của ngôi nhà. Căn nhà này với cái phần mặt tiền được 3m1 mọi người nha. Và với phần cửa chính thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa inox 304, bên trong là cửa nhôm kính. Đây. Thực tế có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ quay và gửi cho quý vị như vậy. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế riêng biệt phòng khách, phòng bếp. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì ở đây chủ nhà có để lại cho mình một bộ sofa, rèm cửa, quạt trần. Đây. Với cái phần phòng khách này thì ở đây ngoài cái phần cửa chính thì thiết kế ở đây thêm một lớp cửa sổ nữa, rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Nam, giao thông đi lại quá là thuận tiện với cái vị trí này. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hoài Đức, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông. Nói chung là giao thông đi lại thì khá là ok, nhất là với quý vị nào có con em hiện tại đang chuẩn bị nhập học ở trường đại học Fenica thì từ vị trí ngôi nhà này cách với trường đại học Fenica khoảng tầm 1,5 km thôi. Đây là phần phòng khách người nhá. Đấy, khá là rộng, thiết kế tối ưu công năng. Và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp này thì hoàn thiện cho quý vị, nó tóm lại là chỉ việc xách vali về và ở. Chủ nhà có để lại một chút cái đồ nội thất về bộ sofa này, ở đây thì là bộ bàn ăn 6 này. Cái gỗ của nó là gỗ sồi Nga nha mọi người. Mặt bếp thì ốp đá rồi. Và ở đây thì có một chiếc bếp từ cho quý vị sử dụng luôn. Đấy, rất là mới. Tủ bếp, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Và ở đây chậu rửa, vòi rửa, nói chung nó lắp đặt xong hết rồi. Hồ sơ điện nước thì chủ nhà người ta đã ở rồi cho nên mọi người yên tâm, hồ sơ điện nước về mình chỉ việc sử dụng thôi. Này, tầng 1 ngoài ra thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp quý vị có thể nhìn thực tế ở kia là chủ nhà có làm thêm một cái cửa thông gió lấy ánh sáng cũng như là cái không gian vào trong ngôi phòng bếp này khá là thoáng. Bước vào cái không gian nhà này thế mọi người ạ, thoáng trước, thoáng sau, ánh sáng đầy đủ. Và đây, cầu thang đi lên ở dưới từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thì tay vịn là gỗ và ở dưới thì là thiết kế là inox nghệ thuật mọi người ạ. Đấy. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Với vị trí căn nhà này thì hiện tại giá chào bán đang chào của chủ nhà là 2.600.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ vay một ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này quý vị có thể vay được tối đa ngân hàng khoảng tầm 1.3 tỷ cho tới 1.5 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì là quý vị có thể chuẩn bị trước tiền mặt giúp Ngọc Ánh nha. Sau đây xin mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà quý vị ạ, thì ở đây cầu thang thiết kế là cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa, trên phía cầu trên tầng 2 là thiết kế hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Và trên tầng 2 đặc biệt là có xây đua ra, ở cái phần tầng 2 xây đua ra một chút cho nên với cái diện tích sổ đỏ là 33m, tuy nhiên thì nếu như diện tích xây dựng ở trên phía tầng 2 thì nó khoảng tầm được 35m mọi người nhá. Và đây là phần tầng 2, phòng ngủ rất là vuông vắn, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía đằng sau. Đằng sau thì còn một mảnh vườn nữa cho nên cực kỳ là thoáng. Rèm cửa đây mọi người ạ. Đây. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa cũng đều được thiết kế và lắp đặt. Cửa đây.
Cửa phòng ngủ ở đây thì là thiết kế là cửa nhôm Việt Pháp. Và tiếp theo sang mời ngồi theo em vào cái phòng ngủ ở cái phía bên ngoài của mặt ngõ. Nói chung với cái căn nhà này ấy, thì nó không quá xuất sắc về cái thiết kế, rồi là về những cái đồ dùng ở trong này, ví dụ như thiết bị vệ sinh hoặc là mọi cái thì nó đều là cũ rồi, bởi vì chủ nhà cũng đã ở được mấy năm rồi mọi người ạ. Tuy nhiên về cái công năng sử dụng, vị trí đi lại thì nó rất là phù hợp. Đường ngõ nông, thông thoáng. Đây là phần phòng ngủ ở trên phía tầng 2. Đó. Ở phía dưới thì là gạch lát nền, sử dụng gạch. Với cái phòng ngủ tầng 2 này thì phòng trước và phòng sau đều không thiết kế hệ thống trần thạch cao quý vị nhá, chỉ thiết kế trần thường như thế này thôi. Và chủ nhà cũng có mới sơn lại toàn bộ căn nhà này. Nó là màu trắng cho nên là quý vị nhìn cũng có thể thấy là nó còn khá là mới cho quý vị. Với phần tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế thêm cho mình ở đây là phòng vệ sinh. Đây, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, bình nóng lạnh kia mọi người ạ. Đó, sen cây, sen thường tắm. Nói chung là đáp ứng cho quý vị công năng về sử dụng ở được ngay, sổ đỏ sang tên luôn. Mời người theo em lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Và tầng 3 của ngôi nhà thì đây, bước lên trên phía cầu thang có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và ở tầng 3 đây hiện tại đang không có bật điện mọi người ạ, thì nó cực kỳ là sáng. Đây là cái khu vực để máy giặt nha mọi người. Và trên tầng 3 này thì thiết kế là đổ trần cả 3 tầng. Tầng 3 thiết kế thêm cho mình ở đây một phòng ngủ nữa. Đây quý vị có thể nhìn thực tế. Diện tích 33m² trên sổ, sổ đỏ vuông vắn, không lỗi phong thủy. Không có lỗi phong thủy gì cả. Và diện tích xây dựng thực tế ở trên tầng 2 thì có rộng hơn cho mình. Như vậy nên trên phía tầng 3 này đã có 3 phòng ngủ rồi. Còn đây, phần còn lại, đây quý vị có thể thiết kế ở đây cho Ngọc Anh là có thể thiết kế ở đây là cái phần phòng thờ này. Và đây là phần sân phơi nha quý vị. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Với cái căn nhà này ở đây là phần sân phơi. Nói chung khá hợp lý với cái diện tích nhỏ và cái thiết kế đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Với một căn nhà 3 tầng 33m, thiết kế được 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Giá bán 2.600.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để em có thể tư vấn hỗ trợ quý vị mua được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.